Khi bắt đầu có bầu Nhật Tôn thì mình có rất nhiều cái suy nghĩ là mình sẽ muốn nuôi con của mình như thế nào. Lúc đó mình cũng có đặt nhiều cái mục tiêu và kỳ vọng lắm. Nhưng khi được nhìn thấy Nhật Tôn lần đầu tiên, được nhìn thấy em lần đầu tiên á, thì cái mong ước của Vân đó chính là em bé được hạnh phúc và em bé được trở thành bất kỳ ai mà em bé muốn. Ở góc độ mình là cha mẹ, Vân không muốn đặt bất kỳ một cái sự kỳ vọng hay là một cái áp lực nào cho bạn hết. Giống như là cột mốc nào con phải làm được cái gì hay là con phải trở thành ai. Ở thời điểm hiện tại thì cách mà Vân và anh Nhật giáo dục cho Nhật Tôn đó chính là, thứ nhất, dạy em tự chăm sóc chính bản thân mình, cho em chủ động quyết định những thứ trong cuộc sống. Ví dụ như là quần áo mặc hôm nay muốn mặc cái gì, muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì. Và mình chỉ có quan sát và định hướng cho em thôi, chứ mình không quyết định thay. Tiếp theo là cuối tuần thì anh Nhật với lại Vân sẽ đưa em đi nhà sách, đưa em đi đường sách, đưa em đi bảo tàng, đưa em đi những cái nơi mà mình có thể có những cái khoảng thời gian chất lượng cùng với em. Và mình cũng có thể hướng dẫn cho em, cho em thấy được thế giới xung quanh như thế nào, mọi người như thế nào, đi sở thú nhìn thấy muôn thú như thế nào, đi bảo tàng lịch sử để xem lịch sử của Việt Nam như thế nào. Gần như là ngoài cái lúc mà đi học thì khi mà bạn về nhà là ba mẹ luôn luôn có mặt. Thì cái đó là cái điều mà gia đình Vân đang cố gắng để mà duy trì cho bạn. Tại vì bé quá nhỏ, mình là cả thế giới của bé, bé sẽ không hiểu, mà mình sẽ phải giải thích cho bạn. À, bây giờ mẹ đi làm, nhưng lát nữa mẹ sẽ về với Tôn đó, có một cái khoảng thời gian cụ thể mình về. Và ngoài ra thì ngoài mẹ thì Tôn có ba, Tôn có bà, Tôn có những người xung quanh, ai cũng yêu thương, ai cũng rất là lo lắng cho em. Hay là mình mong muốn mình có một cái gia đình hạnh phúc thì tự mình phải hoàn thiện bản thân mình trước. Mình không đánh đồng tất cả, nhưng mà cũng có một số những cái tư tưởng, ví dụ như là em muốn sau này em sẽ lấy một người giàu thật giàu và chồng em sẽ nuôi em. Hoặc là mình sẽ tìm một người lo lắng cho mình cả đời. Vân sẽ không nói cái điều đó nó đúng hay sai nhé, tại vì mỗi người sẽ có cái quan điểm khác nhau. Nhưng mà nếu như mình đã lấy chồng rồi thì có nghĩa là mình đã có một gia đình và thêm con cái nữa, thì mình sẽ có rất là nhiều những cái trách nhiệm: cơm áo gạo tiền, kinh tế, cách giáo dục con. Và nếu như mình để hết tất cả những cái trách nhiệm đó lên vai một người thôi ấy, thì có thể thời điểm đầu nó chưa có xảy ra vấn đề, nhưng về lâu về dài chắc chắn là người đó sẽ cảm thấy rất là áp lực và không được san sẻ. Và khi người đó cảm thấy như vậy thì người còn lại nói: ô, anh không còn quan tâm đến em nữa, anh không còn thương em nữa. Thì rõ ràng có phải là chúng ta đang đẩy hết vấn đề và cách giải quyết cho người khác, mà tại sao không tự chính chúng ta là cái người làm chủ cái số phận của mình, ngay cả trong công việc, trong cả gia đình. Thì cái điều đầu tiên mà Vân nhìn vào á, là mình phải bình tĩnh và mình phải nhìn rõ được là ở trong cái vấn đề này nó đang xảy ra này, bao nhiêu phần trăm cái trách nhiệm nó thuộc về mình, là bước một. Và cái bước tiếp theo á, là mình sẽ nhìn nhận vấn đề đó, xem trong khả năng của mình á, mình xử lý được bao nhiêu phần trăm, mình xử lý được những cái vấn đề nào thì mình chủ động mình xử lý. Khi mà càng ngày mình lớn hơn, mình có nhiều cái mối lo, mình có nhiều cái việc mà mình cần làm trong cuộc sống, mình sẽ không có thời gian để mình để ý tới ánh mắt của một ai đó nữa. Thì đó là cái cách mà mình gọi là loại bỏ đi những cái điều mà nó không cần thiết và nó không có phục vụ cái lợi ích cuối cùng của mình, là gia đình phải hạnh phúc, lúc nào cũng có tiếng cười. Anh Nhật cũng hướng dẫn cho Vân rất là nhiều. Và có lẽ là những cái điều mà Vân học được nhiều nhất từ anh Nhật đó chính là kinh nghiệm của anh Nhật
để mình xây dựng một cái doanh nghiệp đi theo đường dài. Tại vì thế mạnh của anh Nhật là business development, có nghĩa là phát triển về mặt kinh doanh. Anh Nhật là cái người phân tích cho mình thấy là không, phải đi theo đường dài, phải tạo ra những cái giá trị cốt lõi thì mình mới bền được. Chứ nếu như mà mình bị áp lực về mặt doanh thu, chứ nếu như mà mình bị áp lực về mặt doanh thu, hoặc là mình bị pressure là mọi người đang làm mà mình cũng phải làm á, thì chắc chắn là mình sẽ không xây được một cái doanh nghiệp bền vững. Nếu như mà chúng ta có một cái góc nhìn về mặt đường dài á, thì mình sẽ hiểu cái việc mà build cái brand value, là cái giá trị thương hiệu á, là cái điều tiên quyết. Tại vì sao? Tại vì đó nó sẽ là cái cách mà mình có thể resell được mà không cần phải thật nhiều về mặt marketing. Tại vì khách hàng đã thương rồi, khách hàng đã có cái love and trust rồi, đã có cái sự tin tưởng rồi. Ví dụ như bạn tin tưởng một cái thương hiệu nào đó, bạn sẽ đi theo cái thương hiệu đó hoài. Và cái quan trọng nhất vẫn là giá trị của cái thương hiệu, giá trị của cái sản phẩm đó. Thì cái đó là cách mà Vân cùng với anh Nhật xây cho Shigen. Mình hướng tới những cái khách hàng trung thành. Tin vào cái việc là khi mà phụ nữ, giới trẻ, nữ giới mà họ được empower, họ được truyền cảm hứng, họ trở nên mạnh mẽ hơn là họ càng giúp được nhiều người khác. Tất nhiên sẽ có nhiều cái cách mà mình làm gọi là hoạt động cộng đồng khác nhau. Bạn có thể tặng quà, bạn có thể tặng cơm, bạn có thể làm điều gì đó. Nhưng đối với Vân, cái cách mà Vân muốn làm là làm sao mình thay đổi được tư duy. Thì khi mà những cái người phụ nữ, những cái người nữ giới họ thành công thì họ giúp được những người xung quanh. Đó là mình nhân lên cái lý tưởng của mình dành cho mọi người. Và CCM nó là một cái nơi để mình có thể cụ thể hóa những cái sự giúp đỡ đó. Ví dụ như Inspire by She là mình sẽ đi truyền cảm hứng thôi. Nhưng nếu như những bạn muốn làm trong ngành truyền thông, bạn có thể về CCM làm. Mình sẽ tạo ra những cái chương trình, những cái talk show, những cái MV, ví dụ như là Tâm sự cùng Thúy Vân, hay là Sông môi đỏ, hay là những cái MV để truyền cảm hứng tích cực đến với khách hàng. Đối với Vân á, Vân muốn đi một cái con đường lâu dài, và Vân muốn khán giả của mình, khách hàng của mình cũng sẽ đi một cái con đường lâu dài. Và để đi được một cái con đường lâu dài và bền vững á, mình phải có cái sức khỏe thể chất và tinh thần. Thì đó là lý do vì sao Vân tạo nên Shigen đó. Cho nên nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng mà thật ra nếu như mà mình set được cái con đường và cái tư duy của mình á, thì mình thấy mình đi làm giống như đi chơi vậy. Tại vì mọi thứ nó đơn giản hơn rất là nhiều. Trước khi mà Vân làm CCM và Shigen ha, thì sẽ có những đôi lúc mọi người bảo là: Vân ơi, cuối cùng là em làm gì? Bây giờ em làm MC cũng đang rất nổi tiếng đúng không? Cũng làm á hậu, xong đóng phim nữa, có đóng phim nè, rồi cũng ra MV. Vậy thì bây giờ phải gọi em là nghề gì? Phải gọi danh xưng nào? Quá nhiều danh xưng. Nhưng thật ra những cái danh xưng hay là những cái tổ chức ấy mà mình đồng hành cùng á, nó chỉ là cái bên ngoài thôi. Cái quan trọng nhất là chính mình như thế nào và mình hướng tới cái điều gì. Thì tất cả những cái việc Vân làm và những cái gì mà Shigen, CCM và Inspire by She đang làm ở thời điểm hiện tại á, nó chỉ gói gọn trong một thứ thôi. Nó là truyền cảm hứng. Truyền cảm hứng để mọi người trở thành một cái phiên bản tốt hơn. Chúng ta, tại vì mọi người đều có cái khả năng học, đều có cái khả năng phát triển. Ví dụ như khi mà Vân làm mẹ, Vân nhìn thấy con của Vân là một em bé tí, nhưng mà tự nhiên hôm sau đã biết lật, xong vài tháng sau đã biết đi, biết té và đứng lên. Thì đó là cái bản năng của con người, là chúng ta có thể phạm sai lầm và chúng ta đứng lên lại. Nhưng khi mà mình dần lớn hơn á, thì mình lại quên mất cái khả năng đó. Mình lại sợ bị đánh giá, mình lại sợ bị sai lầm, mình sợ người khác cho rằng là mình kém cỏi, cho nên là mình không muốn thử cái những cái điều mới. Nhưng Vân thì lại cố gắng hạn chế cái điều đó. Như mọi người thấy là Vân thử rất nhiều,
Vân thử rất nhiều, và đến bây giờ thì Vân hiểu là tại sao Vân thử như vậy. Tại vì khi mà Vân thử nhiều như vậy á, có những cái nó phù hợp và có những cái không phù hợp, nhưng Vân có kinh nghiệm. Và kinh nghiệm đó Vân có thể share cùng với những cái bạn trong Inspiracy, Vân có thể share cùng khách hàng của Vân, Vân có thể share cùng với những cái người mà họ tin tưởng vào Vân. Nhưng mà Vân muốn đặt cho Vân á, đó là cái grow mindset, đó là tư duy phát triển. Phát triển ở đây là mình cứ thử đi, mình cứ làm hết sức của mình đi. Còn kết quả như thế nào, nó là thiên thời địa lợi nhân hòa, nó là do nhiều yếu tố lắm. Và nếu như mà nó đúng theo á, thì mình đã cố gắng hết sức và mình làm rất tốt. Còn nếu không đúng là mình cũng cố gắng hết sức nhưng mà thời điểm nó chưa phù hợp, thì nó đang có một cái con đường khác nó dành cho mình nó tốt hơn. So với mọi người thì Vân chỉ mới 30 tuổi thôi, Vân sẽ còn phải mấy chục năm nữa đến khi mà Vân nghĩ đến việc về hưu. Mình vẫn sẽ tiếp tục mình grow, mình vẫn sẽ tiếp tục mình đẩy cái giới hạn của mình lên để mình làm được nhiều thứ hơn trong cuộc sống, giúp được nhiều người hơn. Hiện tại thì Vân và anh Nhật đang không có lương. Thì đó là không có lương đó, không có thu nhập đó. Trên tinh thần là vậy, tại vì công ty khởi nghiệp mà, thì tất nhiên là mình phải chấp nhận là vài năm đầu nó sẽ là cái năm mà mình đầu tư. Nhưng mà thật ra tất cả những cái việc mà Vân làm trước đây á, thì Vân chưa bao giờ Vân đặt cái mục tiêu thu nhập lên hàng đầu. Mà Vân đặt cái mục tiêu là cái chương trình đó mình có muốn làm hay không, cái hành trình đó mình có muốn đi hay không. Tại vì Vân nghĩ là cái trải nghiệm nó quan trọng hơn. Cái tri thức và cái trải nghiệm nó là cái mà nó đi theo mình suốt đời. Nếu như mà Vân chỉ nghĩ đến cái việc thu nhập á, thì chắc là Vân đã mua nhà chứ Vân không có đi học đại học lại đâu. Mua nhà bây giờ biết đâu là nó lời rồi đấy, nó phải lên gấp 3, gấp 4 lần. Còn bây giờ cầm cái tấm bằng đại học mua một tờ giấy hơi mắc. Nhưng mà thật ra nói vậy để cho thấy là cứ theo đuổi tri thức đi, thì những cái giá trị khác nó sẽ tự tới. Chứ mình đừng theo đuổi tiền bạc ngay từ đầu. Tại vì thật ra tiền là gì? Tiền nó không có giá trị. Tiền nó chỉ là một cái minh chứng cho việc là những cái công sức mà bạn bỏ ra nó được pay off như thế nào thôi. Cho nên thật ra tiền á, nó sẽ tới khi mà bạn có giá trị. Vậy thì hãy tạo ra giá trị của bản thân mình trước, thì từ từ tiền nó tới thôi. Vân rất là thích cái câu nói là thế giới nội tâm của mình bên trong như thế nào á, thì mình sẽ nhìn thấy cuộc sống ở bên ngoài nó như thế. Thì cuộc sống của Vân có màu hồng hay không á, Vân nghĩ là có. Tại vì thế giới nội tâm của Vân nó rất là màu hồng. Nhưng mà màu hồng này không phải là do mình may mắn, nó không phải là tự mình có, mà màu hồng này là do mình tự tô. Vân đang có một cái cuộc sống Vân rất là hạnh phúc, Vân mong ước. Tại vì Vân hiểu chính bản thân của Vân, Vân sẽ biết có những thứ dù mình muốn mình cũng không làm được. Có những thứ là nó không nằm trong cái vòng tròn của mình để mình đón nhận vào, thì mình nên loại bỏ. Giống như mọi người hay bảo là cái gì vui thì mình ưu tiên ấy. Thì thật ra câu đó nó cũng hay đúng không? Nghe nó cũng rất là hay. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Thì Vân biết có những thứ Vân không làm được, mình chấp nhận là mình sẽ không làm được những thứ đó. Thì khi mà mình càng có nhiều cái tri thức, mình cứ học, thì mình sẽ hiểu được bản thân mình và mình sẽ có cái tiêu chuẩn của mình. Thì từ đó mình sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc hơn. Nên cái quan trọng nhất cuối cùng đó chính là hãy học. Không nhất thiết phải học trong trường, học bằng sách, học những người xung quanh. Luôn luôn tự làm trống rỗng chính bản thân mình. Cứ xem mình như là một cái ly nước trống vậy đó, và đón nhận hết tất cả mọi thứ. Và từ đó mình chọn lọc ra những cái gì mình mong muốn, để mà mình có một cái cuộc sống nó trọn vẹn và nó hạnh phúc nhất theo cái định nghĩa riêng của chính mình. Chứ đừng bị áp lực là mình phải giống bất kỳ ai. Tại vì người ta đang sống cuộc đời của người ta, mình đang sống cuộc đời của mình. Mình có thể chọn độc thân mà. Nếu mình muốn, mình có thể sống một cuộc sống với những con mèo cũng được thôi. Quan trọng nhất bạn phải là cái người có ích cho xã hội. Bạn phải có một cái kỹ năng nào đó có thể kiếm được cái thu nhập cho bạn, chăm lo cho chính bản thân của bạn. Và quan trọng nhất, bạn phải có cái khả năng tự chữa lành và tự làm cho bản thân của mình mạnh mẽ.